Kênh của Kim Ca nha. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho cả nhà một món ăn mang đậm chất miền Tây, đó là khổ qua dồn thịt, và một cái bí quyết để giúp cho cái nồi canh khổ qua dồn thịt của mình giảm được cái độ đắng nha cả nhà. Mời cả nhà cùng theo dõi với mình nha. Để nấu được cái nồi canh khổ qua dồn thịt thì nguyên liệu chính của mình đó thì gồm một số nguyên liệu sau. Thứ nhất là khổ qua này cả nhà. Khổ qua thì mình sẽ lựa những trái khổ qua non nha, không đừng có già quá, và cái gai nó mới nở cái ngon cái bóng như thế này. Thứ hai đó là mình có thích thịt thì mình sẽ mua thịt ba gọi á mọi người, đừng có lấy thịt nạc nhiều. Mình sẽ băm nhuyễn, sau đó mình nhồi. Kế bên là cá chả, này là 400g thịt, 200g cá chả. Rồi ở đây kế tiếp đây là có nấm mèo nè mọi người, này bún tàu, rồi hành và một số gia vị khác kèm theo. Mời mọi người nhìn chiêm ngưỡng cái sản phẩm chuẩn bị của mình đi, cái phần chuẩn bị á. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm nha mọi người. Khổ qua này thì cả nhà mình cắt ngang giùm em nha. Đó, cắt ngang giùm mình. Cắt ngang đặng mình moi hột đó mọi người. Trái nhỏ thì mình sẽ xuôi theo. Sẽ xuôi theo trái nha, để moi hột ra. Trong thời gian mình cắt khổ qua thì mình cũng đã có chuẩn bị xong á một cái nước này mọi người, nước này là nước muối pha loãng nha mọi người. Để mình khi mình ngâm khổ qua vào trong này, thứ nhất là giảm độ đắng, thứ hai đó là những cái tàn dư mà của thuốc bảo vệ thực vật á nó cũng có thể giảm lại nha mọi người. Mình sẽ ngâm từ 10 đến 15 phút. Thì cái món ăn này thì ông bà dân gian xưa của chúng ta thì đầu năm, đầu tháng hoặc là cuối năm thì thường làm món ăn này. Thứ nhất đó là nó mang ý nghĩa đó là khổ qua thì sẽ qua đi những cái khổ đau lận đận trong năm, và vào năm mới thì sẽ tốt đẹp hơn nha mọi người. Và khổ qua dồn á thì dồn vô đây có nghĩa là dồn tất cả những nỗi khổ đau vô đây hết, để mình ăn vô trong đó và mình sẽ không còn khổ nữa. Mọi người phải moi cái trắng trắng này nè, phải moi cho sạch nha mọi người. Tại vì cái trắng trắng đó là sẽ làm cho nó đắng nha mọi người. Hôm qua thì mình cũng đã moi gọt xong nè mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chọn thịt nha mọi người. Thịt này 400g nè mọi người. Mình cũng đã băm nhuyễn rồi. Mình sẽ trộn cá với thịt lại với nhau. Trộn cá với thịt lại với nhau. Rồi mình lúc này mình sẽ cho vô trong này là bún tàu nè mọi người. Bún tàu ha. Nấm mèo mình cũng cho vô luôn nha mọi người. Cho vô trộn chung luôn. Đó, mình trộn chung vô luôn. Lúc bầm cá với bầm thịt đó xay là mình đã có trộn muối rồi, cho nên lúc này mình sẽ không có trộn muối nha mọi người. Đây mình sẽ chọn thêm cho thêm một ít thịt nêm và một ít đường nha. Này thì tùy khẩu vị gia đình thôi, mình chọn theo khẩu vị gia đình của mình đó.
Lúc này mọi người cũng cho vô, như mình là một hành nè, hành chắc sẵn nãy nè, mình cho vô đây luôn nha mọi người. Rồi, mọi người cũng đừng quên là mình cho vô ít tiêu nha. Lúc này cá thịt mình đã trộn đều với cá chả và gia vị, mình để cho nó ngấm đều khoảng thấm gia vị khoảng 10 phút nha mọi người. Mình sẽ đi rửa cái thau có qua này nha. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái bí quyết để làm cho khổ qua không bị đắng nha mọi người. Hầu như là giảm hết độ đắng luôn và mấy trẻ em cũng có thể ăn được nha. Thì mình sẽ cho đường vào trong này nha mọi người. Chét một ít đường vô phía trong này nè, chét đều vô trong này, chét đều vô đây. Các bạn sẽ để cho nó ngấm khoảng 10 phút rồi sau đó mình hãy dồn thịt vào nha. Đó. Lúc này hôm qua khổ qua mình cũng đã nghiêm đường xong rồi mọi người. Bây giờ mình sẽ cho thịt vào trong nha, mình dồn vào nha. Các bạn phải để vô trong từ từ như này để trong nó bị bọng á. Ném cho nó chặt vào nha. Cái chả thì mình cũng đã dồn vô sẵn nè mọi người, dồn xong nè. Cái phần còn lại này mình sẽ vò viên nha mọi người. Vò viên để vô trong nồi ha. Vò viên tròn tròn rồi nè, mình sẽ để trong nồi. Nó mình vò đến khi nào mà xong thì thôi nha các bạn. Cả nhà khổ qua mình đã dồn thịt xong nè, bây giờ mình tiến hành mình cho vào nồi mình nấu nha mọi người. Để khổ qua vào nấu thịt với cá chả trộn nãy đó, mình do mình dồn không hết á, mình để chung vô đây luôn. Rồi xong. Ôi, vừa ăn nè mọi người ơi. Lúc này mình sẽ cho tiêu vô nha mọi người. Cho một tí tiêu vô cho nó thơm. Đó, nồi canh khổ qua hầm, hay còn gọi là canh khổ qua của mình á, hay còn gọi là món khổ qua dùng thịt á, đã xong rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ múc cái tô và mời mọi người dùng với mình nha. Thưởng thức với mình nha. Rồi. Thưởng thức miếng cá trước nha mọi người. Chấm nước mắm mặn ớt cay cay nha. Cái phần cá với thịt ở trong này là nó dai nha mọi người. Rất là dai luôn. Rồi mình sẽ thưởng thức tiếp miếng khổ qua có cá thịt này coi nó có đắng không nha mọi người. Ăn miếng khổ qua trước. Khổ qua lúc này là không đắng luôn nha mọi người. Đúng là mình làm cái cách theo dân gian rất là hay luôn. Nó không có đắng luôn. Nó giảm hình là 90% luôn. Rất là ngon luôn, mời mọi người thưởng thức tiếp với mình nha.
Cả nhà thân mến, mình cũng đã thành công với cái món canh khổ qua dùng thịt nha cả nhà. Thì mình cũng có và mình cái bí quyết là khổ qua sẽ không bị đắng. Nếu cả nhà thấy cái cách nấu này hay, hãy làm cho gia đình mình ăn và chia sẻ với mọi người nha cả nhà. Thì tạm thời mình cũng kết thúc video ở đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Nếu xem được video này, cả nhà hãy like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Hẹn cả nhà vào một dịp gần nhất, mình sẽ chia sẻ video tiếp theo. Bye.